2 chấm 3 ghi bàn giữa Liverpool đâu. Nay mình làm cái 8.600 tỷ luôn hả? Làm tiếng Anh Euro 2024 hay? Tôi bắt đầu thấy danh sách ra sơ sơ rồi. Rồi, nay mình đi cái tiếng Anh này cao xíu. Thưa Tâm Phạm nha. Tiếng Anh tiền đạo chắc Harry Kane ha. Để coi Harry Kane 8.000 mấy mình nên mua Harry Kane nào rồi. 2.55. Tiếng Anh Harry Kane 23U à, 800 tỷ à. Đợt này con tiền đạo mua được ngàn mấy nha, ngàn tầm 1.600, 1.700 thì 2.000 cũng được. 2.000 tỷ Harry Kane 23U chạy nhanh không? 115 chạy à. Harry Kane thì tôi đang phong vân với Harry Kane 23U 6 giá nhiêu ta? 1.700 tỷ luôn, cái này bán ta không có bán luôn này. Harry Kane 23U 6 ngon nha, con này ngon á. Nhưng cũng đang phong vân Harry Kane E18 thì sao? 6 này với lại E18. Hello như Lô Thành Nhân nha. Hai con này thì tôi nghĩ con DC nhìn nhẫn lực nè. DC 6 với lại con E18 mà DC nhìn nhẫn ngon ha. DC nhìn nhẫn đỉnh cao hơn, lực xuất sang còn rõ ràng hơn. Con E18 này chậm hơn tôi đá rồi. Chỉ xoắn này cũng hơn nữa, hơn một chỉ xoắn, hơn cái xoáy nữa. DC 6 cái DC 6 đẹp, Hurricane DC 6 ST. Này chắc đá 4-1-2-3 quá ta. Tiếng Anh có một cái sơ đồ cũng khá là đẹp. Tiếng Anh này thì mình đi con thêm quả Bellingham chắc chắn rồi, chúng đi Bellingham rồi. Bellingham cái mấy vị trí chính thức cho mình mà lấy cái đã đúng không? Bellingham thì chắc tôi sẽ lấy con Bellingham 23U. Mua 4 tỷ 3 giờ đập là khó, mà đập là căng á, rớt sợ. Bellingham 23U cho vị trí CM, chắc tôi sẽ đá sơ đồ là 4-1-3-2 dễ không đăng. Đó có một tiền đạo Kane nè, phải là 2 tiền vệ, cái 2 tiền đạo cánh. 4-2-1-3. 4-2-1-3 có thiếu CM không ta, đẩy Bellingham nó CM đúng không ạ? Foden cánh là đá xếp, 4-2-2 ta xếp thì ai đá xếp, Foden đá xếp à. Foden đá xếp yếu quá ta. Tuyển Anh bây giờ đã Bellingham, CAM, Harry Kane ST, hàng cánh kia CDM sẽ là Declan Rice. Với lại thiếu một con vị trí CDM. Tuyển Anh Euro 2024 mà Rooney vậy. Bellingham với lại Harry Kane, Bellingham, Harry Kane rồi. Thêm con tiền vệ nữa coi cho nó chắc kèo cái. Hello Bích Trần nha. Hello Linh Phan nha. Jim Madison có được vô không ta? James Madison vào đội tuyển không cũng là dấu chấm hỏi chứ giỡn đâu. Chứ chắc ăn nữa. Để có thêm một con CDM nữa cho nó lực coi. James Madison vô ấy luôn hả? Giờ thêm con Declan Rice 23U 300 tỷ à. 23U 6 ai bán người ta? 23U 6 120 số à. 1.500 tỷ ai bán không? Rice 23U 6 không quá khó bán ha. Và đi con này cũng con Rice này 23U với hài lại con số Lai 8 đấy nè. Rice 23U, Rice số lại 8, 2.35 giống nhau. Lấy con số lại 8 nhìn nó đẹp hơn chứ đúng không? Ừ, lấy số lại 8 ấy, chả hơn nhau nhiều đâu, cứ như thế mà chả khác biệt gì. Số lại 8 này mà, số hơn rõ mà. Declan Rice số lại 8 giá nhiêu ạ? À? 1.000 tỷ à? Ừ, ok, được, cây này được. Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, thêm CB nữa coi, đi con hàng giữa CB coi. CB tuyển Anh thì mình sẽ có sự xuất hiện của Harry Maguire à, Harry Maguire đã chính nha, quả tuyển Anh Harry Maguire đã chính á, ác thiệt chứ. Quý sau ghét mình thích Maguire lắm, ấy thì cũng Maguire đã chính à. Khó vậy. Ui, sao ghét hồi thích Maguire chứ. Có nha, quả mắc gai à, Harry mắc gai chắc phải từ đó ra chính là Tori không đáo gì đó, mắc gai ta Tori hình như có được đưa vô được gì. Cảm ơn Phan Anh nha, nhưng mà mình đang đi tuyển Anh Euro mà thì cái đội chính của tuyển Anh là mắc gai đá chính, thường mắc gai đá chính mà trong tất cả dòng loại Euro vừa rồi mắc gai đá chính hết mà, đâu có trận nào dự bị đâu, nên mình cũng sẽ phải đi Harry mắc gai thôi. Harry mắc gai cho một slot CB tại mắc gai và người ta sao ghét thấy mất gai quá, chẳng nào đã chính đâu, bây giờ mình bi euro mà
mà không đi mất gai nữa, nó lại trái quá không trời, 500 tỷ luôn hả? 500 tỷ có mất gai em muốn là đáng ok cũng được, chạy hơi chậm quá nhưng mà làm sao đâu, để chỉnh cho nó đứng ở nhà luôn. Rashford bị loại danh sách rồi, em sao cập nhật tức như vậy. Harry mất gai con best cup này khá ngon nha, có bán không này, có ngon bán không ta? Harry mất gai best cup cộng 6 bán không, 6 không bán rồi, cộng 8 bán không, 10.000 tỷ luôn hả? Cái cơ đó CB của kênh phải đi con Harry Maguire với chắc Stone thôi. Maguire với Stone chắc cái cặp này ok nhất rồi đúng không? Harry Maguire còn ai đâu? Harry Maguire Stone. Tiếng Anh còn đâu DF nè, Tomori dự bị nha, quá Tomori dự bị ta. Sau ghét này biết sao thích xài mấy đá là ngọn anh á. Eric Dier cũng được, Eric Dier chắc cũng sẽ được gọi anh tuyển là Eric Dier thì có mùa nào ra của Eric Dier còn chậm nữa, con này còn chậm hơn con mắt gai nhiều. Tính ra dàn đương đại là mắt gai cũng dàn tốt CB này của tiếng Anh đây này mà. Eric Dier hơi chậm mà Walker đã cánh thôi rồi đó CB. Walker đã cánh thôi. Harry mắt gai, E18 tôi nghĩ sẽ là sự lựa chọn cũng khá hợp lý rồi này mà. Harry mắt gai E1 tiếng Anh Euro mà Harry Maguire đã chính chính từ đầu đuôi luôn á, anh em để anh em đã coi được anh đấy trong mọi rồi, em thấy quân cúp này kia rồi thì anh đã chính hết, còn lại chắc có thể là Stone thôi. Stone để coi Stone 24 tỷ có bán như biết, Stone 24 tỷ đây con này này, con này biết con này khó mua nha, con này khó mua á. So à, tôi đang tính mua So đá hành lang cánh phải cánh trái nhưng mà hơi mắc tiền biết sao. So à, Stone này bán ta 231 tỷ à, 4 lượt dịch rồi này chắc mua được. Dương Stone 6 phải không, Stone cộng 6 649 tỷ hả? Stone cộng 6 khó mua quá, 5 được, Stone cộng 5. Stone mắc gai, CB, Harry Kane giờ đi hai cánh thôi. Mà đi hai con tiền đạo cánh thôi. Hai con tiền đạo cánh chắc nhiều khả năng thế là sự hiện của Raheem Sterling ta. Sao ghét hơi bị thích Sterling nha. Sao ghét hơi bị thích Sterling á. Foden Saka hả? Foden Saka bên trái, này chỉ được chọn một à. Foden Saka, Foden 23 Ubo Kyu Saka 23 test, hai con này thì mình sẽ lấy nào đây? So get thì Saka LB rồi có rồi đó. Saka, Foden, hai này chạy hơi nhanh ha. Xoáy ai hơn? Xoáy con này hơn quá, quá Saka xoáy ghê vậy. Xa trong 21 mà hơn Foden. Ubo Kyu Saka này, Foden chắc phải dự bị thôi. Foden sao đã chính nổi, dự bị thôi. Foden dự bị thôi, đúng là Foden dự bị mà. Ở ngoài đội tiếng Anh là Saka đã chính Foden dự bị. Foden sao chính bây giờ nó trùng với Saka, Saka nhìn ngon hơn nhiều mà đúng không? Bokayu Saka cho vị trí anh là cánh phải đâu mà. Foden này nó cánh trái, chân trái, cánh trái à. Cánh phải tôi lại thích cánh trái, tôi lại thích Grealish. Grealish nhiều khả năng sẽ đá chính tại Rashford bây giờ ra là không được vô danh sách thì Grealish đá chính rồi. Grealish rồi đúng không? Grealish với lại Bokayu Saka sẽ là cặp tiền đạo cánh. Ổn mà đúng không? Cặp này cũng ổn mà, chạy nhanh lật mà. Giờ cho hàng vài bốn hai tài xếp vào. Tùy anh em thôi chứ. Tùy nè. Grealish bị lỗi đấu, Grealish sao lỗi Rashford kìa. Rashford bị lỗi kìa. Rashford đá Manu đá hàng 8 luôn ai cho đá nữa, lỗi rồi. Grealish chắc chắn được slot đá chính luôn vào ảm luôn á, hành lang cánh trái chắn. Làm bây giờ anh em đố anh em tìm ra nào chân phải tiếng Anh nữa. Có Grealish với lại Rashford rồi, bây giờ Rashford đá thì còn ai? Grealish xong được slot này, Madison đã cánh sẽ bằng Grealish được, sẽ bằng sắc trăm cũ được. Đúng không? Sterling, tôi đang phân vân giữa Grealish với lại Sterling này. Sterling sẽ là gọi cặp sự cạnh tranh khốc liệt á. Sancho à? Sancho khó, slot chính lắm, Sancho có thể đá, có thể dự bị rồi chứ để chính thì hơi khó. Sterling, tôi đang phân vân giữa Sterling số lại 8 với lại 24 tỷ này cho lấy như nào. Mà Linh Mông Công yếu quá, đúng không? Hello Dũng Mỹ nha em nha. Sterling này thì yếu quá, nhỏ con quá, lấy Grealish đẹp hơn tôi thích. Sterling à, Linh Mông Công. Với Linh Mông Công thì khó quá. Sterling cái đó rồi có nha, Sterling nhiều khả năng vô á. Sterling này, Sterling với Harry Maguire là hai gọi là gọi hai đứa con cưng của Gareth Southgate mà nè. Tôi nghĩ là Sterling sẽ là chính nhưng mà thôi tôi chọn Grealish nè, Grealish dễ đá hơn. Mason Mount à? Rashford không được gọi, Mason Mount chắc gì được gọi. Ai nghĩ đúng không? Bây giờ Rashford không gọi, Mason Mount gọi không? Mason Mount dự bị, toàn dự bị chấn thương không? Grealish, Saka 2 cánh, 2 canister, thiếu con CDM nữa.
Còn MF mới quan trọng nè, MF lẽ đá Sokdan hay Nexon ta? CDM hành lang vị trí CDM cùng với lại Declan Rice. Sokdan hay Nexon đúng không? Hay Nexon bị loại luôn hả? Ủa, tiền vệ của đội tiếng Anh gì Sokdan hay Nexon mà loại ta? Đội hình gần đây nhất là đá Declan Rice, Arnold, Arnold đá CDM thiệt à? Ấy. Arnold đẩy đá CDM thiệt ta? À, Arnold à, ừ Arnold đá CDM cũng ngon. Arnold à, đúng Arnold đá CDM thiệt đấy. Sokdan hay Nexon Arnold. Arnold CDM đây mà. Arnold cũng ngon, Arnold đá CDM khá ok, mọi số thủ khá đẹp á. Thủ công đẹp. Trên Arsenal Arnold 24 tỷ ngàn tỷ à. Ừ, lấy 24 tỷ luôn cũng được. Trên Arsenal đã CDM được đúng không? GK Nickbot anh em à. Bigford chính không? Bigford chính nhưng mà Nickbot nha, Nickbot dự bị. Nhưng mà tôi đẩy nó chính luôn. GK Nickbot nha, đi Bigford. Arsenal Totti anh em à. Arsenal 24 Totti cặp với lại con Declan Rice khá là ok. Cây đồ tiếng Anh này cũng khá đẹp đó chứ ha. Tiền tôi nghĩ chắc không thiếu đâu, 8 ngàn. Chốt cái này. Stone bên bên ta. Con Stone 24 tỷ nhìn khó mua. Chắc tôi bán Stone bên ta. Stone bên ta mà. Cây này đi BTB E1 ngon hơn là E1 với BTB là E1 112 tốc độ tăng tốc E1. Không, tôi vẫn thích con BTB nha, E1 nhìn nó cũ quá nè mà. Mà Stone E1 nhìn nó cũ quá, BTB là E1 minh nhiều quá, lỗ giá là lấy con Stone BTB này cho nó mới. Thôi, thà đi hàng mới, ai đi hàng cũ. Stone 4 tiền chắc ngoài khó mua. Ok, điều này cho vừa ship cho đội hình. Ok, đội tiếng Anh về đúng không? Dư 500 hả? Không biêu hết được dư 500. Ok, cây tiếng Anh Euro 2024 với những con hàng đỉnh cao nhất được sự đồng ý của Phil Foden thì tôi đã quyết định sẽ để Foden ở hành lang cánh trái LB ha. Cây tiếng Anh Euro 28.000 tỷ cho cây Euro 2024 đội tiếng Anh này. Liverpool tỷ tôi mua thêm mấy con hàng về đá thêm còn dư 600 nữa. Madison ở Zem Madison cũng được lên đội tuyển ta. Madison đã báo cơ đúng không? 200 tỷ à. Ok, mua này luôn. Madison đây. Manu à. Gắn gơ không được cũng tuyển à. Hello Dương Ngọc Nam nha. Có Manu còn 7 à, mặt có à. Manu Lai còn 7 à, đây à, 6 à. Cảm ơn Dương Minh Hải nha. Zoku LN8 ngon anh, hợp meta bây giờ không? Zoku LN8 ngon, vô mắt luôn á chứ. Hợp quá đi chứ, con nó ngàn tỷ đó, cánh đẹp. Đá cách cộng 8 con Zoku cũng khá đẹp nha. Bam mưa này có con 23 quốc cơ phải. 23 NG á. 130 tỷ kìa. Con Bam mưa. Thêm mấy con Madison và Oliver Watkins có bán ta. Watkins này như cũng hiếm hàng ha. Watkins 23 tới bán. 700 tỷ con này ghê vậy, con này cũng 6 vậy mà. Con này cũng có hàng nè, mình chắc cho mấy chờ. Rồi lấy đỡ con Madison vô tháng bên kia chờ sau tính thôi. Cây tiếng Anh Euro 2024 này đúng mạnh luôn á. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bộ chỉ số của tiếng Anh này như thế nào nha. Grealish Saka. Các bạn nhìn đó nha. Grealish và Saka này khi lên là cộng 5 level 5 sao. Tốc độ tăng tốc 133, Grealish tăng tốc 130. Dứt điểm 123 hả? Saka điểm 131. Lực xuất xa chọn vị trí. Chuyền ngắn, chuyền dài tại một quả tạt bóng này con chuyền dài của Grealish Saka quá ha. Xoáy 132 đến được Boga Yusaka. Rồi bóng 134 luôn. Saka rất là ngon mà sao số kèm người cao tính là thủ ngon nhé. Saka sút xoáy tinh tế mà ông độ qua người. Sút xoáy tinh tế qua người luôn. Boga Yusaka. Harry Kane và CM sẽ là trục giữa của đội tiếng Anh. Harry Kane DC6 nha. Xứng đáng như là Dero chứ. Harry Kane tốc độ 127 không ạ. Bên 225 nhưng hai này sút xa với chuyền thôi. Dứt điểm Harry Kane 137 số. Lực sút 133, sút xa 132 tính động được của Harry Kane này cái full số nhìn mê ha. Xoáy 131 luôn. Bellingham đều quá, số thủ cũng khá đều ha, đều đẹp số ghê ta. Bellingham chả khác gì của Leeds luôn á. Bill dạng số 127 28 không rồi em thấy không? CDM 125. Còn lại 127 28 không. CB được luôn 122. Sút xoáy chuyền dài, sút xa kiến tạo, đánh đầu mạnh. Qua người, tánh thánh truyền bóng, kiến tạo, chuyền dài, tinh tế. Cặp CDM sẽ là Declan Rice với Trent Alexander-Arnold. Mùa giải 24 Totti. Thì em nghĩ đi Arsenal Euro 2024 mang đến một bộ khung như thế này thì biểu sao không dự định. Đúng không? Bộ khung đúng đinh luôn, Arnold chạy 127. Arnold bây giờ cũng dần đá CDM nhiều à. Tốc độ 131, tăng tốc 124. Lực xuống sút xa. Chuyền ngắn, chuyền dài, quá Arnold chuyền dài 35 luôn à. Sút xoáy cho 33 luôn. 32. Arnold nhìn mê quá vậy, sút hơn Declan Rice.
cũng có mà ra đều cho 30 không à, thể lực cho 38. Tỷ yếu à, số thấp quá. Thánh chuyền bóng chuyền dài. Kiến tạo xuất xa chuyền dài, xuất xoáy luôn hả? À? Tại bóng sớm luôn, non mượt quá. À, phát được Euro hả? À? Bữa mới làm cái pháp Euro rồi, pháp Euro rồi. Giờ đăng lên rồi. Harry Maguire và John Stone. Maguire nha, tiếng Anh là phải có Maguire rõ ràng đúng không? Em để đi. Tiếng Anh khó ai qua Maguire đó. Maguire vẫn là cái gì đó khi giờ tuyển nhân cái gì đó đặc biệt đó. Đá đội tiếng đá Man U có thể không ngon nhưng mà về giờ đội tuyển khác biệt. Ăn đòn tự như Cancelo à. Ăn đòn mấy đá xin 10 ngon mà. Tốc độ 122 luôn, tính hai cái mắt tốc độ 121 mà tăng tốc dứt điểm được xuất xa. Chuyền dài chuyền ngắn, xuất xoáy 104 hả? À quả thủ mà xuất xoáy về cao. Nhìn kèm người cao được lấy banh cao được. Quả Stone ngon à. Đứng như thép chuyền dài đến nó mạnh luôn. Sao thấy yếu yếu hả? Đội yếu nữa, tiếng Anh này yếu anh em, tiếng Anh này vô địch Euro á. Foden với lại Kyle Walker cao chạy 136 hả? Kẹo cờ ác quá ha. Foden tăng tốc 114. Tăng tốc 25 độ 114 à. Thủ được mà, lấy banh đồ cũng có chỉ số chứ giỡn đâu, đó rồi quên số nhiêu. Cũng được chứ, Foden cũng được chứ, xoáy xa luôn, tạo luôn mà. Ramsdale. Ô này thì sai rồi. Ramsdale GK. Ramsdale này dễ mua đây, con GK dễ mua đây, con Nickbot bắt quá, ảo quá. Cán tạc bóng, thủ môn quét, cứng như thế mà Nickbot không có trong danh sách đội tuyển Anh luôn ta. Trời ơi, để Ramsdale à. 131, 130 phản xạ luôn. Lực ra, team nhìn lực luôn ha. Team nhìn ngon, dự bị nha, dự bị cũng có sự hiện của James Madison. Mấy người kia chưa về, mấy người kia về. Có Mainu nữa nè, Mainu cũng được vô đội tuyển nha. James Madison, Mainu. James Madison này cũng ngon mà. 7 chỉ số ẩn, số xoáy, chuyền dài, số xa kiến tạo thấy ngon rồi đó. 7 chỉ số ẩn luôn, chỉ số toàn 125, 26 không à, không có 130 luôn. Xoáy 131. Đúng một số là 131 à. Đều ha, đều. Mainu nè, tại ăn trẻ Mainu nữa. Mainu mình được lên tuyển ra. Bị gì chả? 4213, Gareth Southgate. Ủa Gareth Southgate để coi quốc gia, coi international. Southgate là sơ đồ máy đây. Ơi, Nagelsmann đi rồi, Sam. À, Gareth Southgate đây. 4213 luôn đúng không? Ủa, tận dụng chống diện xét luôn kìa. Gareth Southgate 4213 luôn mà. Đồ đồ hình kia mượt quá vậy, 22 test à, cây Pháp à. Paris Saint-Germain à. Ken. Vô không? Bắt nó xuống trái vô luôn hả? Mượt vậy? Ken Arsenal, tính ra cho mày đó sẽ được một hợp lý quá ta. Chân trái vô luôn à, chân trái 4 rồi đúng không? Trái 4 vô luôn. Được quá ta. Được cái ăn rồi này 4 tỷ, nhìn mượt số ngon quá. Team này nếu như đã kỹ xíu là top 1 xếp hạng được luôn á. Em nhớ cái tên game này nha. Sau khoảng 4-5 ngày sau em check thử quạt này hạng gì, tôi nghĩ chắc là siêu sao. Kẹp mà quá ta, Hurricane DC 6 2.000 tỷ hôm nay, 1.900 tỷ. Hurricane mượn ra kèm dễ đáo quá. Người release cũng hay, người release đang trái ngon quá rồi. Hay quá ta, tiếng làm Rice. Rice đang gạo đó kìa ta. Gạo đó ông áp được chưa. Hay quá, người release. Tội quá, người release ác à. Mượt quá ta. Ronaldinho đã lên từ 10.000 đồng. Này cạnh tranh với Saka ta. Mua cái Yusaka. Nhưng mà cánh trái cánh phải hàng lan của Saka rồi, khó lắm. Mua cái Yusaka. Saka ghê quá, Saka ngon quá, vô đình sao cạnh tranh nổi. Ôi lưu Watkins hay nè, Watkins hay đúng không? Watkins hàng 3 tết lúc mới ra thấy đây rồi. Chạy nhanh lắm. James Madison
cũng khá thích Madison. Madison cái kiểu đá hay, nhìn nó đẹp, nhìn nó gọi là nó không có gọi là lực lắm, nhưng mà nó uyển chuyển nghệ sĩ. Tôi lâu đá tôi thích mấy ông nghệ sĩ như này. Manu, hai chống ba ghi bàn giúp Liverpool đông. Manu, tài năng kiện cố đánh. Linh hồn của Manchester United. Trời ơi, quá yêu tôi Ron Mon, Manu. Ron Mon còn 2 chân 5 năm luôn mà anh em. Hà Lan không bằng nổi đâu. Ây, Hà Lan tại team Manchester nên giá thì số nó cao, giá cao nha. Kẹt khoảng quá. Cho Ronaldo lực quá. Hà Lan tại số cao quá, cho 24 đúng không? Lê Phê 23NG8 tranh thủ vô mua nó sắp lên 2.000 tỷ rồi nè mà. Giờ đang 1.000 năm á. Thôi linh ngắm. Chưa? Saka đá gì mà anh kêu không tranh vị trí lại Foden. Saka hay quá đâu nữa. Cậu Berlin 24T4 hay 26 24T cộng 4 à. Khó xử à. 24T 112 4 chỉ số. Trừ đi cho 222. 23 U cho 20. Lấy có 23 U nè. 23 U. 3 đá vẫn ngon mà. 34 tỷ khác biệt. Hay quá ta. Hay quá ta. Mượt quá là mượt. Quả Bellingham mới giờ Real năm nay vô địch của C1 cái nhìn cũng ảo à. Nhưng nếu như Real vô C1, đội tiếng Anh vô địch World Cup, vô địch Euro, Bellingham có bóng vàng ta. Hay bóng vàng chắc thuộc về Messi quá. Messi được World Cup. Trời ơi, Ken mượt quá ta. Ken đều mượt quá. Tại à, Messi lúc nào hôm nay đây vô World Cup mà. Hay quá ta. Và đừng quên đó lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.